thưa quý vị, người Việt Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Bây giờ chiều thứ bảy giờ California, chúng ta đã hết gần như hết một ngày cuối tuần rồi chuẩn bị bước sang ngày thứ hai. Ngày hôm nay là ngày cuối tuần, tuy vậy tin tức có một số tin rất là hay thưa quý vị và chúng tôi gửi đến quý vị và bản tin ngày hôm nay chúng ta đề cập cái gì đây? Thứ nhất bản tin đầu tiên đó, những người tham gia dư luận cho ông ứng viên tổng thống Donald Trump tiên đoán tiên đoán cái gì tiên đoán là công cuộc hậu chấn sau đại hội trung ương đại dân chủ nó là post convention Ở hậu chấn á thì cái những sau thường thường sau cái đại hội của một đảng nào đó cộng hòa dân chủ thì cái ứng viên nào đó có một cái vọt lên trong tâm đại dư luận và cái giai đoạn vọt lên đó nó có thể là kéo dài trong một thời gian nào đó người ta gọi cái đó là gì honeymoon của sau đại hội hậu đại hội Tôi gọi là honeymoon là tuần trăng mật sau đại hội chứ giống như sau đám cưới thì người ta là đi nghỉ mát rất vui vẻ rất hạnh phúc đó là honeymoon là tuần trăng mật thì sau cái đại hội của Trung ương Đảng Cộng Hòa hay sau đội Trung ương Đảng Chủ cái người ứng cử viên của đảng đó có sự ho đi vui có một cái cái thứ hàng tăng lên bọt quạt lên cao này nè thì theo những nhà thăm dò thứ hàng tranh cử của ông Trump thì cho rằng hiện nay chúng ta biết ngày qua nào có nói tới quý vị là ông Trump thua từ 4 đến 7 phần trăm tối qua năm bắt gặp được một cái cuộc thăm dò dư luận mà ông Trump thua và camera với 7% trên toàn quốc thì cô Su thua, thua rất là lớn nhưng mà chưa hết theo cái bài nói chuyện hôm nay bài viết hôm nay của Rebecca Wright của đài CNN thì cho biết rằng có một cái extended honeymoon có một cuộc tuần trăng mật kéo dài mở rộng thì trùm còn thua nữa không phải không phải từ 4, 4 đến 7% đâu mà có thể đến được cả chục phần trăm thưa vị chúng ta chờ xem và khi mà ông theo dõi về các cuộc thăm dò dư luận thăm dò cử tri ông nói như vậy có nghĩa là ông đang chuẩn bị đón nhận những cuộc thăm dò bất lợi cho ông chủ của ông ta là Donald Trump và cái lợi cho đối thủ của chủ của ông ta là bà Kamala Harris và ông ta chờ đợi more unfavorable những cuộc thăm dò dư luận mà nhiều bất lợi về trong Donald Trump trong một vài tuần một vài tuần tới một vài ngày tới ta chờ xem ông đoán đúng không hai người làm thăm dò dư luận cho ông Donald là ông Tony Fabrizio và Tony Fabrizio và người thứ hai là Travis Tunis thì hai người này đều có nhận định như vậy và họ đưa ra những cái dự đoán về sự thứ hàng của ông Trump trong thời gian tới. Họ nói trên một số đài truyền hình vào ngày hôm nay thứ bảy. Họ tiên đoán cái điều gì? Họ tiên đoán cái convention boom là sự thăm dò dư luận bùng nổ của bà Kamala Harris sau đại hội và sẽ dẫn đến cái thứ hạng và tăng lên như chúng ta đã nói trước đây. Và bà không ngạc nghi điều đó hai nhà tiên dự tiên đoán hai nhà tham gia dự luận không ngạc nhiên nếu mà bà camera rít có bọt lên cái đó là gọi post convention pause đó là tăng bọt sau đại hội đó là một hiện tượng mà nó thường xuyên xảy ra cho bất cứ đảng cho bất cứ ứng cử viên nào của bất cứ đảng nào sau đại hội sau convention sau đại hội của đảng đó thưa vị không gì lạ hết Do vậy, hai cái nhà thăm dò dư luận này cho rằng đừng ngạc nhiên trong một thời gian tới quý vị thấy điểm của bà Kamala lại tiếp tục vọt lên tiếp nữa. Wow, như vậy thì bây giờ vào hơn từ 3, tới 4 đến 7 Và vọt lên nữa, vài phần trăm nữa thì lên cả, chục phần trăm. Ông Trump có run không thưa quý vị? Và ủng hộ viên của ông Trump có bối rối không? Thì đó là cái chuyện mà chúng ta sẽ chờ đợi nhưng mà họ có một chiến lược cũng cực kỳ hay họ đối phó như vậy họ làm cái gì một mặt là chiêu đựng cái bung min đó cái tăng điểm của cam harris nhưng mà tính rất hay họ phân tích ra thì họ đánh vào không đánh vào cái số mà gọi là cử tri popular vote cử tri phổ quát mà họ đánh vào cử tri đoàn thay vì họ tranh của bà Cam Harris trên cử tri phổ thông á là tăng 7% tăng 5% tăng 4% tăng 10% này là không, không thuộc chân cái đó họ chấp nhận thua trận đấu đó về cho bà Cam Harris. họ thắng con nào họ đánh từng tiểu bang một tối hôm qua anh mùi cái làm một tiểu bang thăm mấy tiểu bang cho bà Cam Harris và thăm mấy tiểu bang trong trung thì họ đánh như vậy á phía, phía Trung ương Đảng hòa những nhà tham gia dư luận họ đánh từng tiểu bang một từng chiến thắng một và họ không cần cái phiếu public vote phiếu phổ thông mà họ thắng từng địa bàn một để làm sao họ có được 270 phiếu electoral vote để chiếm được cái chức tổng thống Mỹ giống như năm 2016 bà Hillary Clinton thắng ông Trump khoảng 3 triệu phiếu, trên 3 triệu phiếu nhưng mà ông Trump lại lấy cái chức tổng thống lấy collector Vote. thì bây giờ bi kịch 2016 có lặp lại không khi mà những người mà làm tham gia trong ông Trump gần như họ buông gần như họ buông chấp nhận thua ông Trump chấp nhận cho ông Trump thua về số popular vote số phiếu mà cử tri phổ thông họ nhắm vào cái electoral college vote cử tri của đoàn và họ sẽ thắng không cần ồn ào náo nhiệt họ thắng từng tiểu bang một họ, họ thắng từng tiểu bang một từng chiến địa một mà gộp lại họ trên được hai bảy chục phiếu ra làm tổng thống mỹ do vậy chúng ta sẽ thấy con cuộc đua thứ hai sẽ rất nổi tiếng không những đua về phiếu cử đi đoàn mà không phải đua về phiếu phổ thông mà đua về phiếu cử đi đoàn nếu với bà Kamala Harris có nhận được cái tín hiệu này không và bà sẽ đối phó như thế nào chúng ta chờ xem có tin tức và biết bà Kamala Harris chúng ta sẽ đưa qua đưa cho quý vị như vậy quý vị thấy rằng một trận địa còn cực kỳ phức tạp <laughs> không ồn ào náo nhiệt nhưng mà bà, ông Trump nhắm vào từng trận địa một để chiến thắng từng hào lũy một từng lô cốt một để thắng trong cuộc chiến này ta chờ xem Bây giờ thì sang bằng tin khác. Trong cái thời kỳ hiện nay đó, chúng tôi đọc một bài viết của New York Times được đăng lại, được nói lại trên đài truyền CNN. Bài viết nó nói cái gì? Là sau đại hội, đó, thì tôi đang chủ thì cái điểm số của bà Kamala tăng nhưng mà cái số người ta phân tích trong bài này xem ngoài số tăng ta nói trên rồi biết lại ý kiến không không được lặp lại ta không có thời gian nói vấn đề đó. Tôi thêm số người xem truyền hình trong bốn ngày rồi trung ương này đang chủ chúng ta biết rằng hiện nay nước Mỹ ngoài xem truyền hình ngoài nghe radio xe các ngồi xem các network truyền của phía đài này đài nọ mấy chục đài chúng ta còn xem youtube còn xem facebook còn xem trên twitter còn xem về nhiều phương tiện khác nhưng mà họ không có thống kê cái số số người xem online họ không có thống kê số người xem nước mỹ online như tôi trong suốt bốn ngày đại hội tôi không có xem trên truyền hình Mặc dù trong phòng tôi ở trong nhà ở phòng làm việc tôi có tivi nhưng mà tôi hay thường vừa xem vừa làm tôi xem trên cái laptop của mình cho nên cái đó nó không có tính nó tính số người xem qua cái chỉ số Nielsen chỉ số người xem của Nielsen là chỉ số người nghe truyền hình thì số người xem của truyền hình trong bốn ngày đầu đang chủ bước phá xa số người xem đầu trung ương đảng cộng hòa theo thống kê đó của Nielsen xem 4 ngày xem đầu trung Đại chủ lên 21.8 triệu người xem chưa kể online chưa kể YouTube chưa kể Facebook chưa kể Twitter chưa kể các nó thứ khác chỉ số người xem mà trên truyền hình đó, thì xem ở đầu Trung bình chủ là 21.8 triệu người coi trên 20 triệu gần 22 triệu người coi Wow, rất là đông. Trong lúc đó, số người xem bên ông Trump là bao nhiêu? Thấp hơn đại dân chủ 15%. Số người xem đòi trung ương đại Cộng Hòa thấp hơn đại dân chủ là 15%. Số người xem trong cái đêm mà bà Kamala Harris đọc bài mà diễn văn nhậm nhậm chức nhận đề cử của đảng á lên một số kinh khủng 28.9 triệu người xem gần suýt soát gần 30 chục triệu người xem chưa kể online như nam chưa kể online như những người khác thì có thể nó gần 30 chục người xem truyền hình trực tiếp và so với ông trâm thì cái chỉ hai tám bốn triệu người xem thôi như vậy số người xem trong bài diễn văn của ông trâm thua bà gặp harris là 400 000 người xem quý vị thấy Nielsen nó thống kê kinh khủng như vậy qua wow, cái cái các đài truyền hình của Hoa Kỳ nó thống kê rất là rõ ràng như vậy như vậy và ông ông Trump thì rất là nhạy cảm cái chuyện là số người xem đâm đông ông Trump thích nói chuyện ai đông hơn ai ai xem nhiều hơn ai ông thích cái đó lắm. và thua và cao biết tới khoảng bốn năm trăm ngàn người thì đó là ông thua đâu được ông có ham 4 triệu người xem trong khi bà Kamala Harris 8 ham triệu người triệu người xem đó theo theo đài, đài theo thống kê của đài hệ thống truyền hình Nielsen Nielsen chỉ số rất nổi tiếng độ, nó hợp không những cái sao số người xem số người lôi cuốn mà so cái bài diễn mang độ dài của hai bài diễn văn của bà Kamala Harris và của ông Trump thì ông Trump bảo, coi tới 90 phút dài nhất trong mấy chục năm vừa qua. Bài diễn văn của ông Trump mới nhậm chức, nhậm cái đề cử lên tới 90 phút dài nhất. Và nhưng mà cũng không đông bằng bà Harris. Và cái đó thất bại ra ông Trump đâu lắm thưa vì, vì ông rất là nhạy cảm chỗ đó. Có cái điều, có điều báo chí nói như thế này ông Trump rất là nhạy cảm. Ông coi và Kamala Harris đọc bài diễn văn và ông nhảy dựng lên. Ông, ông ông, pha ngang bờ củi. Nhiều lúc ông gọi cho đài Fox và ông gọi News Network. Ông gọi một số đài truyền hình để lên đăng đàn để phản ứng chửi đài bà Kamala Harris, tấn công lại bà Kamala Harris. Ông không ngồi yên được. Ông nhảy nhõm, ông dựng đứng và ông tấn công ngược lại. Thì nó kinh hoàng cái đêm thứ năm đó đêm trấn động hoa, hoa kỳ sau đó, đó cái cái ngày mà final night cái ngày cuối cùng cũng có tới 6 triệu rưỡi người xem cái chương trình của đài truyền hình của hoa kỳ nó là số người xem đông nhất trong vòng 30 năm vừa qua, Trên cử 30 năm vừa qua, cho thấy rằng đó là một chiến thắng của bà Kamala Harris nữa như vậy bà thắng trên thắng con số người số người tham gia dư luận số người yêu thích số người ủng hộ thắng hai thắng trên những người xem trên truyền hình trùm rất là đầu và cái số người xem của một số đài được thống kê rất kỳ lưỡng là tại ABC có 4.2 triệu người, đài CNN có 39 triệu người và đài của MSNBC cho 6.5 triệu người cộng lại rất nhiều nhưng cái này rất đau của, của 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 của, của, cái hệ thống truyền hình của, của Fox Fox được xem là đài lớn nhất nước Mỹ nhưng mà trong trận này Fox gì có còn là Fox bị tuột hàng phát phát về thuộc hàng trở, so với CNN, so với ABC, so với MSNBC vân vân có thuộc hàng nhiều quá. Do vậy nên nội đâu trong khi đó nước Mỹ nó có điều lạ lùng là rằng nếu mà ít người khán giả xem hơn thì quảng cáo giá thấp hơn và khó lấy quảng cáo hơn. Do vậy chúng ta biết rằng cái cái lần này thì ông Trump ông gắn với đại truyền Fox nhưng mà đó là một bất lợi cho ông ta trong khi ông bà camera vẫn gắn như là camera truyền khác cái số người xem nó xuống dù giảm, giảm xuống đó, vì cái thiếu cái sự excitement sự sôi động của nó hứng tú của nó một bên cái đài khác đó, trong hệ thống của trung ương đảng dân chủ đó, thì ủng hộ cái đó thì nó có những nhân vật xuất hiện cựu tổng thống xuất hiện như bill clinton trong khi bên kia trơ trọi có ông 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 Trump thôi bên này có cựu tổng thống Bill Clinton trong này có Barack Obama trong này có bà Hillary Clinton trong này có Michelle Obama trong này có những nghệ sĩ lừng danh khác những nhà lừng danh khác nhưng nhưng Stevie Wonder như John Legend như Pink như Kerry Washington như Mindy nó có rất là nhiều cái nghệ sĩ những cái những ngôi sao lương danh á, giúp hấp dẫn hơn và nó ăn khách nhiều hơn trong khi bên trung tâm đàng hoàng không nhiều như vậy do vậy chúng ta thấy rằng như vậy chúng ta thấy rằng hai cái danh bực đó thì nó có lợi cho bà Camila Alves và được công chúng truyền hình xem nhiều hơn thứ hạng cao hơn và bà không sực số điểm số thứ hàng nó tăng bọt lên thì gây khó khăn cho ông Trump trong thời gian tới rất là khó khăn một trong những thử thách rất lớn của bà Kamala Harris hiện nay là gì người Mỹ nói là how to translate cái 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 convention join to ranking. Làm sao mà đưa cái chuyện mình niềm vui trong cái việc mà hứng thú trong cái công việc và xem cái đại nhỏ, đại hội của đại dân chủ trở thành ủng hộ và Camaris để mà được thứ hạng cao hơn thì đó là cái nỗi lo lớn nhất của Đảng dân chủ tiếp tục đẩy và Camaris lên nữa cho chặt an hơn. Và và tạo ra cái năng lượng của đại hội dân chủ Năng lượng đại và cái đó làm cho phía Cộng Hòa bị lo sợ, nó kêu nervous, lo lắng, bất an, bồi trồi, hồi hộp, bồn trồn, hồi hộp khi mà thấy cái điểm số và tăng lên lớn lên như vậy. Trong cái lúc đó như vậy thì có một điều nữa, người ta chú ý đến cái sự phản ứng của nhân vật Donald Trump. Chúng tôi đã hứa với vị trong một cái bài nội chuyện, hai bài nội chuyện trước đây, là chúng tôi sẽ tìm coi từ phản ứng của ông Donald Trump như thế nào về cái đêm đại hội của đại dân chủ và cái bài diễn văn mà camera Harris thì bây giờ chúng ta đã có một số cái chúng tôi đã nói đến trong một vài chương trình trước đây ngày hôm nay thêm chút xíu nữa cho quý vị thấy rõ ông Trump sẽ bắn loạn như thế nào ông Trump nằm nhà xem qua mạng cái đại hội này và ông ta ghi chú những cái sự phản đối Ông ta nhảy lên Bực mình Bồn chồn Ngủ không được Nhảy lên truyền hình uh, Fox Để nói Lung tung ven cho ngầu hết Sau đó Nhảy lên lại truyền khác Cũng nói lung tung ven cho ngầu Trong đêm đó Ông Ông phản ứng rất là bất an Ông điên cuồng Dồn dập tấn công cá nhân Của bà Kamala Harris Và những cái người Ủng hộ bà Kamala Harris Thì trong những cái phản ứng của ông Trump sau Trung, đại hội Trung ương Chủ con cái ông tấn công là trước đại hội Trung ương Đảng Chủ thì một số đồng minh thân cận của ông Trump cho rằng ông Trump nên tấn công vào Kamala không phải là đời sống cá nhân cái personal issue những vấn đề khuyến kiếp khuyết điểm những lý giải cá nhân sắc dân màu da này nọ mà nên tấn công vào những vấn đề vấn đề của nước Mỹ ông ta không nghe và sau khi tham dự đại nhỏ hội sau ông Trump đã chứng minh rằng việc tôi tiếp tục tấn công cá nhân của bà Kamala Harris là đúng của những người đảng dân chủ là đúng ông đã tiếp tục hit back tấn công ngược trở lại Obama và Michelle Obama ông nói một câu trong một bài tôi nói chuyện ông nói câu là Do I have Do I still have to stick to the policy? Có phải tôi chỉ tập trung vào bàn chính sách để đối phó với bà Kamala Harris không? Mà không nên nói về người tấn công cá nhân không? Ông không không, đồng ý gì đó. Mà ông như vậy ông đối thoại lại ông Lindsey Graham, ông đối lại ông Sunni Nunu, ông đối lại nhiều người, ông đối lại với bà à, bà Conway, ông đối lại những cố vấn những người đồng minh của ông rất là nhiều. Bởi vì những người đã cản trở ông không cho tấn công đại tư và Kamala Harris mà nên tấn công bị chính sách và camera Harris. ông cho rằng cái đó nó không quốc họ tấn công tôi cá nhân mà sao tôi như không cho tôi tấn công cá nhân họ à? thì ông 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 ông, ông trong một bài diễn ngày hôm nay thì cho cho thấy là ông Trump trở thành một cái liên cuồng tấn công cá nhân trở lại trong đó có ông Obama và bà Michelle Obama Ông nói câu này. Quý vị có xem ông Barack Obama, ông gọi là Barack Hussein Obama last night không, là đêm qua không? Ông ta nói, ông ta nhắm chĩa súng bắn vào tôi và bà Michelle Obama cũng vậy. Bây giờ không cho tôi tấn công lại họ à? Ông nói trong bài diễn văn vận động tranh cử tại tiểu bang North Carolina, ông nói như vậy cho nên cho rằng việc tôi tấn công vào lại chỉ cá nhân ngoài lại là có cơ sở và có lý chứ không phải là làm lơ đi để họ tấn công vào mình không ông chỉ trích như người bạn bè của ông á là nói ông này sứ thưa ngài please stick to policy hãy tập trung vào những vấn đề chính sách don't get personal đừng có nên là nhắm nhắm vào cái cá nhân thì ông Trump cho như vậy là sai và ông tiếp tục điên cuồng chỉ trích ông uh, ông ông bà Obama và ông bỉa mai là những người bạn của ông đã khuyên ông không nên chỉ trích vào cái đời tư của của những người trung ương đảng chủ bà Kamala Harris ông Obama ông Clinton vân vân thì đó ta ta thấy rằng hiện nay thì tình có một số cũng rất là bất lợi thì chúng ta có thể đón nhận qua và bà, bài nói chuyện ngày hôm nay quý vị nó cái gì trong tuần lễ tới quý vị tiếp tục đón nhận cái điểm của bà camera harris vọt lên trên trung như này nè đó after convention đó là sau cái đại hội sự thăng tiến sau đại hội và ông trump sẽ được ứng xuất và chúng ta thấy rằng ông Trump sẽ dần dần bị bỏ xa nhiều hơn bởi vì ông sẽ tập trung vào cái vấn đề điểm cử tri đi đoàn đánh lẻ đánh, đánh 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 âm thầm đánh đăng đại chấp nhận thua phiếu phổ thông thắng cử đi đoàn và ông không có nghe lời những người bạn bè thân hữu của ông là không nên tấn công cá nhân ông tiếp tục tấn công và phía bà Kamala Harris về cá nhân về ông Barack Obama về ông Bill Clinton và Michelle Obama và Hillary Clinton trận chiến sẽ rất hấp dẫn nhưng mà chờ xem xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai xin chào quý vị